Sau hơn 5 tháng triển khai thực hiện chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa, đến nay huyện Triệu Sơn đã khởi công xây mới và sửa chữa được 75 ngôi nhà trên tổng số 107 nhà cần xây mới, sửa chữa của toàn huyện. Trong đó, đã bàn giao 22 ngôi nhà đưa vào sử dụng, còn 32 nhà sẽ khởi công và bàn giao trước Tết âm lịch năm 2025. Toàn huyện đã huy động được 7,7 tỷ đồng để hỗ trợ làm nhà theo chỉ thị 22 đạt 85% kế hoạch.